Hai tới không? Đó ngang tay con à. Trời ơi trèo lên nữa chưa. Ở đây mẹ cầm cho. Hả? Kìa nè em. Đó. Nè em. Ở đây đâu có mấy dây đầu rồng mẹ. Có trái khô luôn nè. Làm giống luôn hả? Giỏi. Hai trái non á, hai trái to này ra rồi. Ăn được hả? Ừ. Dạ lắm. Đây nè. Đu như nhện luôn á. Spiderman. Rồi. Xương rồng mày nó không có đâm. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Anh không sai một men mà. Xuống đây, xuống đây, không sao đâu. Xuống, nó không có đâm đâu. Rồi, xuống hạ cánh an toàn. Đây, thu hoạch đậu rồng nè. Nhiều lắm, đợi mày hái cho. Em mày trái mày ăn non, nó mới ngon à. Nha. Cái này ăn không? À. Ăn non mới ngon. Con da. Da nó có sơ không có ngon. Có càng về là càng sơ nhiều ạ. Nó về rồi nó dai là sao ăn? Không nhom nhom. Luộc và luộc xong chấm chao. Ăn. Mờ lem. Ở đây rồi nè. Nãy được 5 cái à. Mẹ ăn cướp. Cướp đâu? Ở đây ngon từng rau. Không được. Rau nhà mình chứ. Ở đâu nè, cướp trời. Cướp đi mà cướp. Rồi. Tạo quà, có quà thu hoạch sẵn nha. Cái hồ chắc mình. Ừ, ở vườn mình mà. Mày. Chưa? Dạ rồi. Không phải chỗ đâu có củ đâu, xui xẻo. Hả? Bên đây. Mà bị che cây xung công rồi.
Làm gì mà cầm mấy dãy sao thâu á, thua luôn á. Đây là bé.